Năm 2024, thành phố Phổ Yên phấn đấu tổng giá trị các ngành sản xuất đạt trên 971.000 tỷ đồng, tăng trên 80 tỷ đồng so với năm 2023. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 53.000 tấn, thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.651 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,3% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 95 triệu đồng một người một năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2023. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực hiện một số dự án khu tái định cư, khu dân cư, khu đô thị, việc bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở một số xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung đẩy mạnh giải pháp thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, nhất là các khoản thu tiền sử dụng đất, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phân đấu hoàn thành các tiêu chí và công nhận thành phố Phổ Yên là đô thị loại 2 vào cuối năm 2024. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.